có điểm xuất phát ban đầu và chúng ta đều có mục tiêu. Khi đạt được mục tiêu rồi, chúng ta lại có mục tiêu cao hơn. Vậy thì cái điểm xuất phát của chúng ta ở đây mỗi người là khác nhau và cái mục tiêu là khác nhau, nhưng tại sao chúng ta mãi chưa đạt được mục tiêu? Vậy thì Bảo làm như thế này cho anh chị em dễ hiểu. Đây là cái điểm xuất phát. Đây là cái thời điểm của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta cũng có một cái mục tiêu. Chúng ta vẫn có mục tiêu, cái ước mơ, cái khao khát của chúng ta. Gần đây nhất đó là tăng doanh số. Gần đây nhất đó là gì? Đó là tuyển dụng nhân sự, giữ chân nhân sự, giữ chân khách hàng. Đúng anh chị em? Và chúng ta mong muốn từ điểm xuất phát này và đến mục tiêu này. Xuất phát ở đây các bạn có gì nào? Chúng ta không biết bán hàng, chúng ta không có quy trình bán hàng, chúng ta không có nhân sự đấy, không có nhân sự chất lượng, chúng ta không biết tuyển dụng, chúng ta có 2 cửa hàng, chúng ta có 3 cửa hàng, chúng ta có 4 cửa hàng, chúng ta có một cái doanh số nhất định. Rất nhiều cái điều chúng ta đang có, đúng không anh chị em? Đấy. Thì chúng ta có con, có bất động sản, có nhiều cái thứ chúng ta đang có ở đây. Anh chị em hãy liệt kê vào nhá. Và cái điểm xuất phát là điểm chúng ta đang có hiện tại. Được chưa anh chị em? Anh chị em hãy liệt kê tất cả những gì mà anh chị em có ở đây. Và cái điểm tiếp theo ở trên này, cái điểm mục tiêu của chúng ta ở đây. Có người thì muốn 200 triệu lợi nhuận trên tháng, có người thì 500, có người 1 tỷ, có người từ 2 cửa hàng rồi thì giờ mong muốn lên 4 cửa hàng, ví dụ vậy. Có người chưa có cửa hàng thì mong muốn có 1 cửa hàng, có người chưa có con thì mong muốn có con, có người thì có nhân sự rồi thì mong muốn có một đội ngũ nhân sự chất lượng. Chung quy ở đây là gì? Đó là cái ước mơ. Ước mơ đó là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Ai cũng có điểm xuất phát ban đầu và chúng ta đều có mục tiêu. Khi đạt được mục tiêu rồi, chúng ta lại có mục tiêu cao hơn. Vậy thì cái điểm xuất phát của chúng ta ở đây mỗi người là khác nhau và cái mục tiêu là khác nhau, nhưng tại sao chúng ta mãi chưa đạt được mục tiêu này? Chúng ta đã mất bao lâu chưa đạt được mục tiêu này? Có người cả chục năm, 20 năm mà cũng không biết con đường nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu này. Bởi sao ạ? Bởi khi chúng ta đi từ điểm xuất phát cho đến khi mục tiêu, chúng ta có rất nhiều cái rào cản ở đây. Vậy thì Bảo sẽ nói những cái rào cản trong bán hàng thôi. Và trong cuộc sống thì anh chị em sẽ tự liên tưởng đến nhé. Đang có ở đây là ví dụ 200 triệu thì chúng ta đang có là 80 triệu, giống như Bảo ngày xưa ở đây. Chúng ta đang có 80 triệu, chúng ta mong muốn lên 200. Nhưng mà có những người có 5 triệu thì mong muốn lên 50 triệu. Cái điều này là tùy theo người mà chúng ta thay đổi. Vậy cái điều gì khiến chúng ta là từ 80 triệu không lên được 200 triệu? Vùng vẫy trong bao nhiêu năm nay? Muốn có 3 cửa hàng không lên được 4 cửa hàng. Đã 2 nhân sự không lên được 5 nhân sự, 10 nhân sự. Lên được vài nhân sự rồi bỏ đi. Mà nhân sự thì nhiều khi không chất lượng, chúng ta lại cho họ nghỉ việc. Bởi vì nó xuất hiện các cái rào cản ở đây. Các cái rào cản, có người thì nói là gì? Tôi không đủ thời gian. Rào cản ở đây là thời gian. Bạn cũng có một đội ngũ nhân sự chất lượng, bạn cũng có nhiều tiền hơn, nhưng bạn không có thời gian. Rồi, ngoài cái việc thời gian, chúng ta có gì ạ? Các bạn sợ tuổi tác, tuổi. Các bạn bảo tôi có tuổi rồi, tôi già rồi, tôi 40 rồi, tôi 45 rồi, tôi 35 rồi, tôi không học được. Anh chị em đã bao giờ nghĩ như vậy chưa? Anh chị em có thể thấy ở trong lớp học chúng ta cũng có rất nhiều người, nhiều anh, nhiều chị cũng ít nhất là cũng trên 45 rồi, họ vẫn ngồi học. Nên không có cái lý do gì chúng ta không học. Và chúng ta cũng nhìn lên, cũng có nhiều người năm mấy 60, 65, 70 vẫn họ vẫn còn đi học. Đúng anh chị em? Vậy thì rào cản ở đây là tuổi tác. Tôi già rồi, tôi không làm được đâu.
Rồi thứ hai là gì? Chị cũng muốn nhiều tiền thế này, nhưng mà chị không đủ sức khỏe đâu. Anh không đủ sức khỏe đâu. Anh yếu rồi, anh già rồi. Hoặc anh 30 rồi, anh 35 rồi. Làm mệt lắm, làm một mình không làm nổi đâu. Và có người thì bảo con, tôi bận lắm, đang phải trông con. Và rất nhiều cái lý do khiến chúng ta không đạt được cái mục tiêu. Rồi là gì nữa? Tôi không đủ kinh nghiệm. Cô không đủ kinh nghiệm, chị không đủ kinh nghiệm đâu. Anh không đủ kiến thức đâu. Kiến thức, kinh nghiệm, kiến thức. Rất là nhiều cái lý do khiến cho chúng ta bỏ cuộc. Và để chúng ta sống cuộc đời nó lay lắm. Và chúng ta mãi mãi và cũng không biết đến khi nào chúng ta đạt được cái điều chúng ta muốn. Vậy thì làm sao? Làm sao để chúng ta có thể vượt qua được cái điều này? Chúng ta vượt qua được những cái rào cản này để chúng ta tiến tới mục tiêu. Vì sao? Vì chúng ta có tiếp tục làm thì rào cản sẽ tiếp tục xuất hiện. Và chúng ta cứ tiếp tục để cho rào cản, chúng ta đang đi đến đây, mà gặp rào cản chúng ta quay đầu, chúng ta lần sau chúng ta lại đi tiếp đến đây, gặp rào cản chúng ta lại quay đầu. Lúc thì con còn bé, lúc con to rồi thì bảo chị già rồi. Mà khi chưa có nhân sự thì bảo không có nhân sự. Khi có nhân sự rồi thì bảo là chị không giỏi đào tạo nhân sự. Rất là nhiều cái lý do chúng ta đặt ra đây. Vậy điều gì khiến chúng ta có thể vượt qua được cái rào cản này để tiến tới được mục tiêu bên này? Thì chúng ta phải tham gia vào ngoài đó là trò chơi. Chúng ta gọi là trò chơi. Trò chơi ấy không có gì là cao sang, không có gì là phức tạp, không có gì là khó khăn hết. Chúng ta hãy đặt nó là trò chơi. Ví dụ là gì ạ? Nếu như chị không đủ sức khỏe để chị mở thêm 2 cửa hàng nữa, chị không đủ sức khỏe để chị lên online, con còn bé lắm, không làm được đâu. Thì nếu như con còn bé, chúng ta không có tiền, vậy thì khi con lớn lên rồi, chúng ta lấy tiền đâu nuôi con? Kiến thức. Vậy thì chị không có kiến thức làm đâu. Anh không có kiến thức làm đâu. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta chấp nhận không có kiến thức và chúng ta dậm chân mãi ở đây để cho xã hội nó tự đào thải và chúng ta không có miếng cơm manh áo. Thì đến thời điểm đấy chúng ta cũng phải đóng cửa hàng, chúng ta cũng phải đi bốc vác. Thì lúc đó chúng ta còn có lý do kiến thức nữa không? Chúng ta có đọc được chữ nữa hay không? Chúng ta nếu như còn đọc được chữ, nếu như còn tai còn nghe được là chúng ta còn học được. Vậy kiến thức có trước hay là cái tinh thần học tập có trước? Kiến thức có trước, đúng không anh chị em? Vậy thì chúng ta có học thì có kiến thức chứ. Làm gì có ai có giàu rồi có kiến thức? Người ta có kiến thức rồi người ta mới giàu, đúng không anh chị em? Có tỷ phú nào là sinh ra đã giàu đâu, từ những đứa con của những tỷ phú. Còn những tỷ phú tự thân họ cũng rất khổ, đúng không anh chị em? Giống như tập đoàn Samsung, tập đoàn Hyundai, hay thậm chí chúng ta nói gần nhất đây, đó là gì? Là những người tỷ phú của Việt Nam cũng rất khổ. Hoặc ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải bán những chiếc xe Dream, phải đi vay mượn từng bao cà phê một, đúng không anh chị em? Và chẳng ai khác, anh chị em ngày xưa cũng đã rất khổ mà. Chúng ta đã biết cái gì đâu, chúng ta không biết cái gì hết, chúng ta vẫn làm đấy thôi. Làm để có kiến thức. Thế nên kiến thức không phải là lý do. Rồi, có tuổi. Tuổi tác không thành là vấn đề, chưa bao giờ tuổi tác là vấn đề. Anh chị em có thấy không? Bác Nguyễn Phú Trọng năm nay đã rất là già rồi, vẫn lãnh đạo được cả đất nước mà. Vậy một câu nói bán hàng, một câu nói đào tạo nhân sự thì đó có phải là tuổi tác không? Đúng không anh chị em? Rồi, vậy thì để đạt được những cái điều chúng ta mong muốn ở bên này thì chúng ta phải tham gia vào gọi đó là trò chơi.